Hey dude, I really need to buy some drugs for my 2-day trip. Oh, what did you want to buy? Cocaine? Weed? Or meth? Chắc đi thuốc thang, rất nhiều bạn dùng từ drug. No, thế là sai. Các bạn có biết là từ drug này mang ý nghĩa rất tiêu cực không? Nó có nghĩa là thuốc cấm, như là các chất kích thích hay là thuốc phiện, và có thể là cần nữa. Vậy nên khi các bạn hỏi mua drug ở các hiệu thuốc hay nhìn thế nào đó thì các bạn cẩn thận, cảnh sát tóm ấy nhá, vì nó không hợp pháp đâu. Và với ý nghĩa là thuốc thang mà dùng để chữa bệnh thì chúng ta phải dùng là medicine. How high are you? Excuse me, how high are you? What are you talking about? I'm just asking about your height. How high are you? Là một câu mình rất hay được nghe khi các bạn muốn hỏi về chiều cao của mình. Nhưng các bạn có biết khi mà họ được hỏi như thế thì mình sẽ nghĩ gì không? Mình sẽ nghĩ là các bạn đang nghĩ mình rất là bay, rất là phê. Chứ mình không nghĩ là các bạn đang muốn hỏi về chiều cao của mình đâu. Vì vậy, khi muốn hỏi về chiều cao một ai đó, các bạn phải sửa ngay lại thành How tall are you? Hoặc là What is your height? Một từ trong tiếng Anh thì có vô vàn ý nghĩa. Và để không mắc phải những hiểu lầm và những lỗi sai ngớ ngẩn như anh chàng vừa xong, thì các bạn hãy tham gia ngay khóa học Elite Online để có thể gia tăng vốn từ vựng của mình nhé. Các bạn hãy tham gia ngay khóa học Elite Online ngay tại đây trong tháng 7 này để có thể nhận được 600 mẫu câu giao tiếp và 100 đề luyện thi châu ích nhé. Còn bây giờ, hãy quay lại bài học nào. Damn, delicious. What? Hey, look, she's so delicious. What do you mean by delicious? Trời ơi, em này ngon thế. Mình thấy rất nhiều bạn trẻ bình luận như vậy khi muốn nói về một cô gái rất quyến rũ hoặc là gợi cảm. Và các bạn dịch luôn sang tiếng Anh là delicious. Nhưng các bạn có biết là delicious chỉ dùng cho món ăn thôi không? Và nó mang nghĩa là món ăn ngon, rất là ngon ấy. Còn nếu mà muốn nói về một ai đó gợi cảm hay là quyến rũ thì chúng ta phải dùng từ sexy. He's sexy, she's sexy. Chứ không phải là he is delicious hay là she is delicious đâu nhá. Hey, what does your father do? He's a taxi driver. What about your mother? She's a cooker. Are you sure? Lại một từ nữa mà mình thấy rất nhiều bạn dùng sai, đó là cooker. Không giống như driver, worker hay là dancer là những danh từ chỉ người có đuôi er. Nhưng với cook, nếu các bạn thêm er vào sau thành cooker thì nó lại mang nghĩa là nồi cơm điện đấy. Và mẹ bạn thì tất nhiên là không thể là nồi cơm điện được rồi, đúng không nào? Hey everyone, I'd like to introduce to you my project. Good morning everyone, I'd like to introduce to you our new research. Introduce là một từ mình thấy các bạn rất hay dùng sai khi bạn thuyết trình. Và từ này nó không giống như các từ trên, nó có hơi rắc rối ở chỗ nó có liên quan đến cấu trúc câu. Nhưng mà không sao, chúng ta có thể giải quyết được. Nó rắc rối ở chỗ khi các bạn muốn nói tôi muốn giới thiệu cho bạn hay là tôi muốn giới thiệu đến bạn thì chúng ta không thể dịch word by word từ tiếng Việt là introduce to you, mà chúng ta phải dùng là introduce you to. Và ví dụ là I'd like to introduce you to my project. Tôi muốn giới thiệu với bạn về dự án của tôi. Bonus cho các bạn một từ nữa là football. Từ này các bạn hiểu là bóng đá phải không nào? Nhưng mà khi nói chuyện với người Mỹ thì các bạn phải dùng soccer khi đề cập về bóng đá nhé. Tại vì ở Mỹ, football là bóng bầu dục và nó khác hẳn với môn bóng đá ở Việt Nam đấy. Trong video ngày hôm nay, mình đã giới thiệu cho các bạn những từ mà rất nhiều người Việt dùng sai khi nói tiếng Anh. Và để không mắc những lỗi sai này, các bạn hãy tham gia ngay khóa học Elite Online ngay tại đây để có thể gia tăng được vốn từ vựng của mình nhé. Và các bạn đừng quên là nếu các bạn đăng ký tham gia ngay khóa học này vào tháng 7 thì các bạn sẽ nhận được một bộ tài liệu gồm 600 mẫu câu giao tiếp và 100 đề luyện thi TOEIC nhé.